Hi, good morning quý vị. Hải Cơ Minh đang có mặt ở chợ Tân Phú sáng ngày 28 Tết này đi. Bởi vì theo Hải Cơ Minh vô coi bà con đi chợ Tết như thế nào nha. Còn 2 ngày nữa đón giao thừa. Trời Sài Gòn sáng nay mát cái gì. Cây cúng đi nhà thờ Tân Phú. Khu này là bán bông nè quý vị. Dòng chợ Tân Phú thì thấy không khí Tết ngày 28. Và đây là đường Lũy Bán Bích. Đây là bán mai. Đường Âu Cơ cái gì thấy Việt kiều hoặc là người nước ngoài ngồi xe gắn máy là hay dừng. Đó, chị thấy cái tay dịnh không, nhìn là biết liền. Đây là đường Âu Cơ.
cơ gì. Bên trái đây là đường Trương Công Định. Đường Bầu Cát 4, phường 14 Tân Bình. Rồi, một vòng chợ Bầu Cát quý vị xem không khí Tết nha. Bên đây trái là cổng chính chợ Bầu Cát. Đó là bữa nay mua dừa, mua thịt, mua trứng mực vịt về kho rồi đó. Dòng chợ Bầu Cát cái gì xem. Bên phải là đường Đồng Đen. Đây là đường Phan Xào Nam, phường 11 Tân Bình. Đây đi chợ Bà Hoa quý vị xem. Wow, chợ này sung quá. Chuyên bán đặc sản Quảng Ngãi nè. Wow, chuối, bánh ăn làng, trái sung, trái xoài, trái dừa, trái bưởi, trái thơm. Thank you.
thì bán khăn trải bàn à. Cái gì đó bán củ kiệu với củ hành á. Bánh tét, bánh tét. Trong Sài Gòn, Tân Phú, Tân Bình thấy bà con đi chợ Tết ngày 28 vậy. Còn 2 ngày nữa là đón giao thừa. Cơ quan nhà nước ở Việt Nam bữa nay là làm việc ngày cuối, 28 nghỉ tới mùng 6 đi làm lại. Đây là đường Nguyễn Bá Tồng.
là đường Võ Thành Trang ấy. Đường Lý Thường Kiệt ngày xưa là đường Nguyễn Văn Thoại hướng về Chợ Lớn là gì. Bên phải là đường Lạc Long Quân đi về Đầm Sen. Ok, thank you. Hẹn gặp lại vị lý tiếp theo. Goodbye.